Rồi, chào các bạn ha. Hôm nay mình chia sẻ là làm sao để cho lan nó ra để chùm giống như vậy nè. Đó, thấy đã không? Đó. Thì cái cách để cho ra để chùm này cũng khá đơn giản ha. Thì cái giò lan này á, hồi trước mình treo ở dưới kia, mới đưa lên đây và treo nó gần tường ha, cách tường khoảng chút xíu thôi à, khoảng một đốt tay thôi à. Thì che cách tường giống vậy nè, bạn thấy không? Cái này để nó đang đi tối quá đó. Đó, bạn thấy rễ nó bò ra không? Nó treo giống vậy, mình che cách tường một khoảng như vậy thì sau một thời gian á, nó cái tường khô ráo ha, thì cái gỗ nó ẩm, mình tưới mặt sau luôn thì nó sẽ ra để chùm giống như vậy. Đây, cái thớt này cũng đang, nhưng mà đừng để lưới bấm mưa giống như vậy ha, treo sát tường luôn, treo giống như vậy nè, đừng để có cái lưới, thì khi mà để nó bám á, mình lột ra nó dễ lắm, dính vô tường kéo cái nhẹ cái nó ra, nó không có hư rễ. Cái này cũng sắp sửa được như vậy nè ha, thì chứ treo sát tường thôi. Rồi tường điều kiện là khô ráo, đừng có ẩm thấp quá, nó hư rễ, nó thối gốc hết. Rồi mình tưới mặt sau, tưới trước tưới sau luôn thì nó giữ ẩm ở chính giữa ha, nó sẽ tạo ra một cái bộ rễ đẹp như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn.